Ngày 12 tháng 1, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Võ Quốc Khánh, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cầu Khởi và Phước Ninh. Tại xã Cầu Khởi và xã Phước Ninh, cử tri kiến nghị một số vấn đề như kiến nghị cơ quan chức năng khảo sát vị trí và có giải pháp lắp đặt giải phân cách đường 784 vừa thực hiện đúng theo quy định của luật giao thông đường bộ, vừa đảm bảo thuận tiện cho nhân dân khi tham gia giao thông. Kiến nghị mở rộng đường 781 đoạn cống ngầm vì đoạn đường này có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, trong khi đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho nhân dân khi tham gia giao thông qua lại trên tuyến đường này. Kiến nghị sớm giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo về quyền sử dụng đất, vụ việc thu hồi đất để làm đường 784. Các ngành cấp trên xem xét việc tách thửa đất có diện tích nhỏ và cấp sổ đỏ đối với chủ sở hữu quyền sử dụng đất có diện tích đất nhỏ rất khó khăn theo quy định của luật hiện hành. Việc chụp hình kỷ yếu cho học sinh khối mầm non gây tốn kém chi phí đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề danh mục thuốc được cấp ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả khi người dân khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã trả lời, đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ gửi đến các ngành chức năng có liên quan sớm xem xét giải quyết cho người dân hai xã Cầu Khởi và xã Phước Ninh.